Em đủ thông minh để hiểu ra được những cái dụ ý nhau trong những câu bình luận của anh, hiểu chưa? Hello. Thank you. Anh tin em chặn anh vào. Lớn rồi đừng trẻ con đâu. Em nhạy cảm với những cái câu bình luận ấy của anh lắm. Ban đầu anh em chơi với nhau bao năm mà không hiểu tính nhau mà anh vẫn còn vào bài like của em, anh bình luận với cái câu em như vậy thì em cảm thấy anh cũng là... Yuka Kagama Kama Kama Bon. Chào Chiến Lê. Anh ấy đi học Lưỡng Nghi chưa? Đi học ở Lưỡng Nghi nhá. Ô chị không nhìn thấy. Mày bình luận cái gì vậy? Không phải là trêu. Là ví dụ anh bảo là lâu lâu ngày không nhìn em like chẳng hạn. Anh nói câu gì? Lâu ngày nhớ quá. Như nào gọi là lâu ngày nhớ quá? Lâu ngày anh không ngủ được với em anh nhớ quá hay lâu ngày nào? Sẽ rất nhiều cái suy nghĩ nó phiến diện ở trên cái livestream này thì em không thích bị ẩn em ạ. Chơi với nhau anh em chơi với nhau bằng bao nhiêu thời gian là phải hiểu được chứ. Em rất là nhạy cảm với những cái bình luận như thế em không thích. Chị mở quán đi cũng đáng tính mở đấy nhưng mà chưa có tiền. Đi làm thuê thôi. Đi làm thuê cho nó ăn thật. Đi làm thuê đỡ mệt đầu em ạ. Chán, chán làm chủ. Hello, hai đi. Hai lớp siêu như ai lớp siêu cái gì. Chào Hải Khơi là B, là B 35 xin kể em. Thank you, anh.
vẫn thật thương thôi mà. Chúc anh tự phúc quy cuối tuần vui vẻ. Thank you.